chỉ cần được, chỉ cần được bên anh vui ca. Em mong chỉ đâu xa, cùng anh đi muôn nơi khắp thế gian là nhà, cùng nhau tất cả vang bài ca giữa đất trời, cuốn bao dấu yêu gửi cho gió lá bay theo. Chỉ cần được bên anh vui ca, em mong chỉ đâu xa, cùng anh chắp tay khắp thế gian kia là nhà, cùng nhau tất cả vang bài ca giữa đất trời, hạnh phúc ngay chỗ này vì em đã có anh. Cho mùa thu ua tàn, làm em ngại ngùng ôm mộng mơ. Rồi mùa thu dần qua đông cũng đã về, anh sưởi ấm hết những giá buốt trong lòng em. Ngập ngừng ánh mắt ấy khiến lòng đau say. Em đã cho tim này màu xanh chúng ta. Bao ngày tháng qua vẫn mãi không cay đời. Làm em ngại ngùng ôm mộng mơ. Rồi mùa thu dần qua đông cũng đã về, anh sưởi ấm hết những giá buốt trong lòng em. Ngập ngừng ánh mắt ấy khiến lòng đau say. Em đã cho trong tim này màu xanh chúng ta. Và xin đồng nhiệt chào đón xin chào quý vị khách quý, quan khán đài, bạn bè của hai gia đình cũng như của giới chủ đề có mặt trong chương trình buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, niềm vui son sắt đợi chờ tháng năm đợi bây giờ là đây, năm tháng tình hiểu tình yêu và hạnh phúc của đôi bạn trẻ với nhau hôm nay được sự cho phép của hai gia đình. Và đặc biệt hôm nay có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, hôm nay trong tình người vẫn vương có hương thơm dịu mạt của cỏ cây hoa lá, cũng có âm thanh dịu dàng mang mát của làng quê. Từ đại lễ vũ quy của cô dâu Mạc Minh Hồng sáng thiên cùng chú rể Vũ Minh Anh xin phép được tổ chức. Lời đầu tiên phép ban tổ chức xin được thay lời gia đình và nhà gái ông Mạc Văn Thuần, bà Lô Thị Dần ở Quế Đông Sơn thị trấn Kim Sơn huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An, cũng như gia đình của nhà Tây ông Vũ Văn Trung và Phan Tuyết Mai ở phố Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Đặc biệt chú rể Vũ Minh Anh và cô dâu Mạc Minh Hồng xin gửi tới tất cả quý cụ, quý ông, quý bà, cậu ba, chú bác, cô chú cụ gì, bạn bè của hai gia đình cũng như của cô dâu chú rể lời cảm ơn chân thành và chúc quý vị an lành, thịnh vượng và hạnh phúc. Đại lễ quy của cô dâu chú rể hôm nay cho phép ban tổ chức xin được chia ra làm 3 phần. Ở phần thứ nhất của cô dâu chú rể ra mắt hai họ, phần thứ hai là phần phát biểu ý kiến của vị đại diện và nhà gái và nhà trai. Trong phần này có một phần không thể thiếu được, đó là những món ăn tinh thần, những lời ca tiếng hát đến từ 64 tỉnh thành trên giải đất hình chữ Việt Nam hát tặng cho cô dâu chú rể. Ông Mạc Minh Hồng sẽ chơi cùng chú rể Vũ Minh Anh xin phép được bắt đầu. Từ thời xa xưa loài người tình yêu đã xuất hiện,
trong tất cả các thứ âm thanh trên thế gian này. Âm thanh dịu ngọt nhất đó là nhịp đập của trái tim đang yêu. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa khi hết tình yêu. Có ai đó nói giới hạn của tình yêu là không giới hạn. Phải thế chăng các thi sĩ thường tham lam trong đề tài tình yêu, chất chứa trong lòng không chán không nguôi, là bởi họ luôn sợ sự cô đơn của cảm xúc. Trong suốt lịch sử của nhân loại, tình yêu luôn là điều bí ẩn, là đề tài vô tận của văn chương và thơ ca. Nhà thơ Xuân Diệu đã ví von rằng yêu là chết trong lòng ít, nhưng thực chất tình yêu là gì? Tình yêu là những xúc cảm, là sự rung động ít khi được lấp đầy, giúp cho những người đang yêu nhận thấy mình đang hiện hữu giữa cuộc đời. Có bài thơ nói rằng tình yêu là phép nhiệm màu, giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chút tình là chút thứ không, để ai dính phải tương tư tơ lòng. Còn tình yêu trong dòng xoáy thời gian là đề tài không bao giờ cũ. Nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết: yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời, mà đời đâu biết đời để tình nhân kết đôi. Cái thứ vị xin được trở lại với đề tài tình yêu của đôi bạn trẻ. Vào một ngày đẹp trời bên bờ hồ Hoàn Kiếm, chú Lễ và cô dâu đã trao ánh mắt cho nhau, và chú Lễ đã hỏi cô dâu rằng: có phải không em, điều đó có phải không? Một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng, một chút bâng khuâng đợi chờ lạc lõng, một chút xuyến sao, một chút thế thôi. Để rồi cô gái đã thách đố chàng trai rằng: nếu anh về đến hết sao trời, đem đây kiến tóc ở đời với anh. Tất nhiên chàng trai chỉ kịp đến sao trời thì cô gái đã đem lòng yêu chàng trai, và họ đã yêu nhau từ đó. Kính thưa quý vị, trải qua năm tháng tìm hiểu tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ, hôm nay được sự cho phép của hai gia đình, và đặc biệt hôm nay có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, hôm nay đám tình người vẫn vương có hương thơm dịu ngọt của cỏ cây hoa lá, có thanh dịu dặn mang bắc của làng quê, thì đại lễ phú quy của cô dâu chú rể cho phép được tổ chức. Một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay lời với gia đình ông Mạc Văn Thuận, bà Lô Thị Dần ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Có thể nói ông bà cũng rất vui mừng được chung tên cánh thực hồng cùng với gia đình ông Vũ Văn Trương và Phan Trương. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng những người ông bà hai bên cũng như cô dâu chú rể, chúng ta nghiêng mình quỳ xuống để chào tất cả quan viên. Xin trân trọng những người. Vâng, và chúng tôi mong muốn đón nhận một tràng tay thật lớn đúng không ạ? Lòng quy quy lẫn nỗi lòng bâng khuâng, đời người một chuyến sang sông, 12 bến nước đục trong đời người, đục trong vinh nhục con nơi, cũng do đức hạnh trong người tạo nên. Muốn cho hạnh phúc vững bền thì tình chung thủy đặt lên hàng đầu. Ở xa thân tộc cùng với mẹ cha, giúp con dệt gấm thêu hoa cho đời, mai này làm mẹ con nơi mới thấu những lời ta dạy hôm nay. Vâng, đó là lời dặn dò của mẹ cô dâu cho cô dâu trước khi bước lên xe hoa về nhà chồng. Xin được ơn bà, chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể trở lại vị trí của mình. Và đây là hai di biểu của hai con. À, cô dâu chú rể hướng mặt vào nhau đi, dùng tay phải chéo tay nhau. Chuẩn bị nhá, lúc nào mà con tổ chức đến 3 hay 1 thì chúng ta đúng. Xin mời ông bà hai bên bước lên hai bước nhé. Quý vị nắm tay chén được chưa? Cho phép con tổ chức xin được bắt nhịp, và quý vị cùng nâng chén thì chúc cho hai gia đình nâng được chưa? Chúng ta nâng chén đi ạ. Được chưa? 3, 2, 1, xin mời ông bà chạm chén nhau đi ạ. Ngay bây giờ là món ăn tinh thần mà quý vị sẽ được thưởng thức ngay trên sân khấu bây giờ. Cái thông vị phái đoàn họ nhà Cao đến từ thủ đô Hà Nội. Vì vậy ca khúc đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta lắng nghe một sáng tác rất nổi tiếng, ca khúc đi cùng năm tháng. Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân, ca khúc gốc đề Hà Nội niềm tin và hy vọng. Và ca khúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời thầy giáo trẻ Xuân Lâm, đó là người thể hiện ca khúc này. Xin trân trọng kính mời. Chào tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì xin gửi tới tất cả quý vị và các bạn.
ca em mong chi đâu xa. Cùng anh đi buôn nơi khắp thế gian là nhà. Cùng nhau tất cả vang bài ca giữa đất trời. Buôn bao dấu yêu người trong gió lá bay theo. Chỉ cần được bên anh vui ca em mong chi đâu xa. Cùng anh chung tay khắp thế gian kia là nhà. Cùng nhau tất cả vang bài ca giữa đất trời. Chỗ này vì em đã có anh suốt đời. Chỉ cần được bên anh vui ta mong ước chi đâu xa. Hạnh phúc quanh ta thế gian kia là nhà. Cùng nhau tất cả vang bài ca dưới đất trời. Buông bao dấu yêu buồn trong sao lá bay theo. Chỉ cần được bên anh vui ta em mong ước chi đâu xa. Cùng anh trong tay